Đây cô đợi đứng đây. Đó. Anh được ưu tiên đứng gần đây lại. Người dân của mình tội lắm. Luật giao thông họ không biết luôn. Họ không ngay cả nguy hiểm đến tính mạng của họ mà họ không hiểu. Tôi tiếp cận với họ rất nhiều và tôi thấy là họ không hiểu gì về luật giao thông. Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Formosa TV, hôm nay trong buổi gặp gỡ Việt Kiều cũng như là nghe hiến kế từ các Việt Kiều cho Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi thấy có sự phát biểu của kiến trúc sư Phan Tấn Lộc từ Pháp. Chúng ta nghe cụ thể hơn cái dự án của kiến trúc sư Phan Tấn Lộc. Trước hết thì anh giới thiệu đôi chút về anh cũng như là về cái nơi đang làm việc hiện nay thưa anh. Tôi là kiến trúc sư Phan Tấn Lộc và đến Pháp lúc khoảng 19 tuổi. Rồi sinh sống 25 năm và sinh sống làm việc, học tập và làm việc ở bên Pháp 25 năm. Và thời gian làm việc ở Pháp thì cũng có may mắn đã từng học tập làm việc trong những cái văn phòng kiến trúc sư nổi tiếng của Pháp. Và cái giai đoạn mà học quy hoạch đô thị đó thì cũng may mắn học được những người thầy cũng có thể nói là rất là chất lượng. Và trong giai đoạn mà học tập về quy hoạch đô thị á, thì tôi cũng có được một cái dự án, em gọi là một cái ý tưởng mà đã từng gửi cho Tổng thống Pháp Jacques Chirac. Và kế tiếp là tôi đã sáng tạo ra được một cái phương pháp quy hoạch đô thị. Mà cái phương pháp quy hoạch đô thị đó là dựa trên hoàn toàn yếu tố con người. Mà tôi đặt câu hỏi mà chất vấn, tự mình chất vấn con người là cái gì. Từ đó tôi mới tìm hiểu được là sự hình thành của con người bằng những yếu tố nào, từ những yếu tố nào. Mà nếu mà nói từ vựng triết học gọi là những yếu tố cấu thành. Có thể là tiếng Pháp tôi mình tạm gọi là tiếng Việt là yếu tố cấu thành đi. Gọi là để trở thành một cái con người mà gọi là đặc biệt, đặc thù, riêng biệt, không giống ai hết. Từ đó đó tôi mới tìm ra được, sáng tạo ra được một cái phương pháp quy hoạch đô thị bao gồm những yếu tố cấu thành đó. Nó hình thành một cái môi trường sống và môi trường gọi là môi trường hình thành của từng con người và từng cộng đồng. Nói chung là con người là phải là bao nhiêu yếu tố đó trong cái phương pháp quy hoạch đô thị. Đồng thời cái sau nhiều năm nghiên cứu và sống ở nước ngoài thì không phải chỉ là học tập về chuyên môn mà mình còn có thêm nữa một cái giai đoạn mà mình phải nói là mình chất vấn về chính mình, có nghĩa là người Việt là cái gì. Thành ra vì cái đó, để giải đáp được câu hỏi đó, mình phải đi tìm hiểu cái văn hóa của Việt Nam mình. Mà may mắn tôi tìm được những cái yếu tố mà có thể nói đó là làm cái nền móng cho cái tòa nhà bằng những cái yếu tố mà mình cứ nghĩ rằng nó đã lỗi thời, đơn giản hoặc là nó quá thô sơ. Qua cái bằng thiên, ví dụ cái bằng thiên thật sự á, cuối cùng mà nếu mình hiểu đúng nghĩa của nó đó là nó thể hiện cả một cái tư duy triết học về gọi là đa trung tâm. Mà khi nói đến tư duy đa trung tâm có thể mình có thể nói nó là vĩ đại. Bởi vì nếu mình so sánh này, mình không nói tốt xấu ai tốt ai xấu vân vân, nhưng để cho thấy là nó vĩ đại hay không á, thì tôi xin kể cái câu chuyện của ông Giordano Bruno là triết gia Ý cùng thời với Galileo. Thì ông đó ngược lại với ông Galileo, thì ông Galileo nói mà giáo hội thời đó không hài lòng, thì ông Galileo rút lời lại để sống. Ngược lại ông Giordano Bruno, ông lại chấp nhận bị thiêu sống để giữ cái tư duy triết học cộng. Là ông tuyên bố là vũ trụ là đa trung tâm. Ngược lại với giáo hội Thiên Chúa giáo là vũ trụ chỉ có một trung tâm thôi, là Thiên Chúa giáo. Vậy thì nếu
cái tư duy đa trung tâm mà nó không vĩ đại đó, thì á thà cớ gì mà cái tư duy một trung tâm của giáo hội Thiên Chúa giáo sợ quá đem ông đem đi đốt ông liền. Thành ra khi mà mình tìm lại, mình mới thấy cái văn hóa của Việt Nam mình đó nó khủng khiếp lắm mà mình không biết. Rồi trở lại cái chuyện mà từ cái bàn thiên là một cái tư duy đa trung tâm, lúc đó mình mới kiểm nghiệm lại, mình mới thấy ủa vậy thì hồi xưa ông bà mình nó chuyển tải từ một cái tư duy đa trung tâm lên cái cách tổ chức xã hội truyền thống của mình hồi xưa. Ví dụ như tôi nghiên cứu chữ gia đình, nó lại gắn kết với là cái làng. Tại sao không ai, mình cái việc nói gia đình là mình không ai thắc mắc gì hết, nhưng thật sự tại sao có chữ đình đúng đó nên thấy không, gia là nó tương đương với lại tiếng family của tiếng Pháp và family tiếng Anh rồi, tự nhiên sao có chữ đình trong đó. Thì khi mà mình kiểm nghiệm lại đó, mình thấy rằng cái chữ đình đó nó hiện diện trong cái chữ gia đình đó, là nó nằm trong cái cấu trúc tổ chức làng của mình hồi xưa. Tại vì cái cộng đồng làng xã hồi xưa, một cái gia luôn luôn gắn kết với một cái làng, mà cái làng trong cái làng đó, nó có cái đình, và cái đình đó là một cái thể chế tập hợp những gia lại, không có gia nào nằm ngoài một cái làng, chính cái đình là một cái thể chế tập hợp cái gia. Thành ra khi mình đặt vấn đề là thành phố đa trung tâm á, mình phải xem thử nó có phù hợp với lại cái hệ tư duy triết học của người Việt mình hay không, thì tôi thấy rất là hợp và nó cực kỳ hiện đại. Dự án gọi là quy hoạch lãnh thổ theo hướng đa trung tâm là cái dự án vừa rồi anh đã giới thiệu ở đây. Vì sao cái dự án nó quan trọng để mà anh giới thiệu trong cái buổi hiến kế ngày hôm nay, thưa anh, nó sẽ giải quyết được những cái vấn đề gì của cụ thể ở thành phố này ạ? Thứ nhất ấy, tôi có kiến nghị một cái lộ trình làm việc cho thành phố, có nghĩa từ mình chuyển đổi từ cơ cấu một trung tâm độc nhất sang cơ cấu đa trung tâm ấy, mình phải có một cái lộ trình. Mà cái lộ trình đó là thứ nhất là giải quyết trước mắt cái vấn đề kẹt xe của cái giai đoạn hiện nay là thành phố trung tâm độc nhất, gọi là thành phố đơn tâm. Thì cái hiện tượng mà của thành phố mình hiện nay á là thiếu đường theo cái nghĩa là mình có những cái cụm dân cư nhiều lúc nửa cây số, nửa 500 mét, 400-500 mét mà không có đường thật sự, mà toàn đường hẻm không à. Cuối cùng rồi á, khi người cư dân ta đi làm á, thì sáng đi vô chiều đi về, họ tập trung hết lên trên những trục đường chính. Mà mình phải hiểu là 2 tiếng đồng hồ mỗi giờ cao điểm, ví dụ buổi sáng 7 giờ đến 9 giờ, tập trung hết trên những trục đường chính mà chỉ 50% diện tích của tuyến đường đó thôi. Bởi vì cái nước một chiều mà, cái chiều vô, buổi chiều thì chiều ra, có nghĩa là 50% diện tích đường. Mà thiếu đường nữa, thành ra cái chuyện kẹt xe là đương nhiên. Mà từ cái hệ thống đó nó dẫn đến cái vấn đề khoảng cách đi làm rất là xa, mất rất nhiều thời giờ. Thì ảnh hưởng đến chuyện gia đình, giống như Bí Thư hồi nãy có nói đó, ảnh hưởng đến thời gian làm việc thôi, rồi còn thời gian đi lại nữa, đi lại để mưu sinh nữa. Ví dụ như bên Pháp, ví dụ từ tan sở 6 giờ đến lúc nhiều lúc 8 giờ, 8 giờ rưỡi mới về đến nhà. Tại vì khoảng cách nhà tới mấy chục cây số, về đến nhà 8 giờ 8 rưỡi thì gặp con đâu bao nhiêu lâu đâu. Tại con cái mình 9 giờ là nó đi ngủ hết rồi, đến 5 giờ sáng nó dậy đi học. Cuối cùng là ảnh hưởng đến cái vấn đề giáo dục con cái, tiếp xúc với trong gia đình. Rồi đồng thời không còn thời gian để tham gia vào cái đời sống cộng đồng ở nơi mình sinh sống nữa. Rồi ví dụ như hiện nay ở thành phố nêu lên cái yếu tố gọi là thành phố vệ tinh, nhưng thật sự tôi chưa có dịp để trình bày cho thành phố là cái mô hình vệ tinh là không còn giá trị nữa. Như Paris, vùng Paris tôi sống 20 năm trời tôi biết cái thành phố vệ tinh là cái gì. Thành phố vệ tinh là cái thành phố nó nằm ngoài lãnh thổ của thành phố mà nó lệ thuộc. Nhưng nó lệ thuộc cái gì? Ở thành phố vệ tinh nhưng đi làm vẫn ở Paris, sáng đi chiều về. Cuối cùng rồi cái thành phố vệ tinh đó nó đặt cho cái tên gọi là City Dortoir. Dortoir tức là giống như cái nhà ngủ á, tức mình về mình để mình về mình ngủ thôi, sáng mình vô Paris làm việc tiếp.
thì cái đó không phải là một cái mô hình lý tưởng để mình bắt chước. Có nghĩa là nếu mình làm theo một cái khái niệm mới là Compact City, là mình ở đâu thì nhu cầu giải quyết tất cả ở đó đều có hết, từ công ăn việc làm tới giải trí tới mua sắm lương thực thực phẩm áo quần vân vân, sách vở vân vân, ngay cả về mặt văn hóa tín ngưỡng có hết đó, thì mình đâu có lệ thuộc, mình đâu phải là vệ tinh nữa. Thành ra khi mà mình theo cái khái niệm, cái một cái khái niệm mới về đô thị nó gọi là Compact City á, mà ở Việt Nam họ dịch ra đô thị nén, compact thành nén, rồi dẫn đến tình trạng là hiểu lầm nén này là mật độ cao. Không phải, Compact City là gom lại những cái gì mà nhu cầu mình có, thì lúc đó cái thành phố vệ tinh nó không còn giá trị nữa. Anh đồng ý không? Như vậy thì những cái vấn đề mà anh trình bày, vấn đề là quản lý đô thị, thiết kế đô thị, giải quyết vấn đề giao thông vân vân, có thể nói là những vấn đề hết sức lớn đối với thành phố này. Một dự án như vậy thì anh nghĩ là sẽ có cái tính khả thi sau những buổi trình bày như thế này hay không, hay sẽ khó có thể được áp dụng, hoặc là lắng nghe, hoặc là áp dụng sau những cái buổi trình bày như thế này, thưa anh? Cái điều này cũng có thể trả lời theo hai chiều, chiều khó và chiều dễ. Tôi nói chiều dễ trước đi. Chiều dễ là cái gì? Nếu tôi trình bày cái mô hình này á, mà cách đây 10 năm hoặc là 20 năm á, thì không ai nghe tôi đâu. Giống như người Việt mình hay nói, thấy quan tài mới đổ lệ. Có nghĩa là phát triển theo cái mô hình cũ này, bây giờ thấy vấn đề của nó, bây giờ mình nêu ra họ mới hiểu, thì họ sẽ nghe. Cái vấn đề còn lại là cái chiều khó đó. Khó là bây giờ nhận thức làm như thế nào để họ tập trung vô. Bằng chứng hồi nãy đó, nói cái vấn đề mà gọi là thành phố đa cực, cái từ họ gọi đa cực á, nêu lên đây 10 năm rồi mà cho tới nay không biết làm như thế nào. Là cái vấn đề nằm đó, là cái chỗ là thứ nhất là vấn đề nhận thức để mình kiên quyết làm. Thứ hai á, là họ phải hiểu rằng á, như tôi vừa mới nói đến bài hồi nãy á, là phải thấy rằng nó là phù hợp với con người Việt của mình nữa. Đừng có đi vay mượn hoài ngoài, giống như con gọi là con ốc mượn hồn á. Mình cứ việc đi vay mượn sách cái gì áp đặt vô, nhưng mà không xét coi thử nó có phù hợp với cái nhận thức mà tiếng Việt mình gọi là nhân sinh quan và vũ trụ quan. Nhân sinh quan tức là quan điểm về triết học về con người, giá trị con người của người Việt mình như thế nào, và vũ trụ quan có nghĩa là cái nhận thức về không gian và vũ trụ như thế nào. Thì mình chắc tôi phải cũng phải làm một cái giai đoạn gọi là nêu những cái yếu tố mà văn hóa mang tính nền móng của cái căn nhà đó, để họ thấu hiểu thêm lên. Không biết là anh hiện nay tới làm việc một cách ngắn hạn hay là làm việc lâu dài ở Việt Nam, ở thành phố Hồ Chí Minh, và là một người đã sống lâu năm ở Pháp, làm việc lâu năm ở Pháp, tại sao anh có thể cho biết lại tại sao, lý do nào anh lựa chọn quay trở về Việt Nam trở lại để mà làm việc, thưa anh? Cái này thì nói ra chắc ít người tin được, nhưng mà tự nhiên sau này cái số mạng, tự nhiên từ nhỏ 18-19 tuổi là thấy là vạch ra cho con đường của mình rồi, có nghĩa là cho cả cuộc đời luôn á, đó là đi vượt biên để học xong quay về để góp phần của mình cho quê hương, thì khiến sao cuộc đời của tôi nó đi đúng như là con đường mình vạch ra lúc mình quyết định mình đi vậy đó, đi vượt biên vậy đó, để học hành, để học hỏi, để mình về mình góp phần mình cho quê hương. Thì cái đó là cái coi như là cái số mình đã vạch ra con đường như vậy rồi, từ nhỏ rồi, thành ra mình cũng không có thắc mắc. Thậm chí cái nhiều người hỏi anh quay về Việt Nam anh có tiếc không, có nuối tiếc gì không, giờ nuối tiếc cái gì, mỗi người có một số phận, thì mình cái số mình nó gọi là mình vạch ra con đường cho cả cuộc đời mình như thế, thì mình mà nó xui khiến là mình không vướng những cái gì hết. Ví dụ như nếu tôi ra sống hai mấy năm bên Pháp mà lập gia đình bên nước ngoài thì làm sao tôi quay về, nhưng mà khiến sao không có thời gian ở nước ngoài, không có gia đình,
Thành ra mình quay về đúng như cái con đường mình vạch ra lúc 18, 19 tuổi mình đi xong quay về thì cái đó các giải thích bằng số phận thôi chứ giờ sao. Bây giờ anh là về hưu hay là về đây tiếp tục làm công việc của một cái kiến trúc sư ạ? Cái nghề kiến trúc sư nó không có hưu, miễn sao cái đầu đó đừng bị lú là nó vẫn còn làm được thôi, nó không có bị Alzheimer hay gì là nó vẫn còn làm việc được thôi. Cái nhiều thành ra hiện nay tôi vẫn hoạt động nghề nghiệp, mà cái cuộc đời thì nói chung tới đến cái nghề này tôi gọi là cái nghiệp chứ không phải cái nghề. Tại 12 tuổi đi ngang qua hồi nhỏ vẽ tranh vẽ đủ thứ, tự nhiên đi bữa đi ngang qua thấy cái hồ sơ bản vẽ thiết kế, tự nhiên từ nhỏ 12 tuổi cho cái này mới là của mình hả, coi như là chọn nó, coi như cái nghiệp chứ không phải cái nghề nữa. Được biết anh cũng là người xem chương trình Phố Phố Sa TV, nhân đây thì sắp sửa Tết sắp tới, anh chia sẻ với lại khán thính giả Phố Phố Sa TV ở khắp nơi trong nước cũng như ngoài nước thưa anh. Cũng coi như là câu hay nói là năm hết Tết đến đúng không? Thì sẵn dịp đây năm mới thì tôi cũng xin chúc cho khán giả của Phố Phố Sa TV là một năm mới an lành, tốt đẹp và nhất là hạnh phúc gia đình, mà gọi là bình an nhất cho mọi thành viên trong gia đình. Xin cảm ơn. Cảm ơn anh rất nhiều ạ.